US một video của người khác cũng có thể tạo ra một video bán hàng hay các bạn nhé và đây là cái kịch bản bán hàng số mười mấy rồi ta cái kịch bản bán hàng số mười lăm mười lăm cho số mười tám kịch bản bạn có thể là vào tiktok và bây giờ bạn sẽ xem một cái video mà ai đó có thể nói về đông trùng hạ thảo nói về tính năng tuyệt vời của đông trùng hạ thảo ví dụ kiểu như vậy <laughs> đúng không ạ và bạn lại đang bán một cái sản phẩm đông trùng hạ thảo một thương hiệu x nào đó nó thì việc của bạn là kích vào nút US Và đưa cái video người ta ở trên một cái góc. Còn người ta thì cứ nói về đông trùng hạ thảo thôi. Còn việc của bạn là gì ạ? À? à việc của bạn là sâu cái đông trùng hạ thảo của bạn ra và bạn thực hiện các thao tác pha cái đông trùng hạ thảo đấy. Này hoặc là thậm chí là gì ạ? À? Là bạn cứ thực hiện những cái thao tác kiểu như vậy xong bạn chèn chữ vào là hướng dẫn sử dụng cái đông trùng hạ thảo đấy của bạn. Tức là gì ạ? À? Là phần nghe thì người ta hoàn toàn có thể là nghe cái video gốc kìa video video mà bạn duet ấy. đấy. còn về phần nhìn, bạn để cái màn hình to hơn là cái màn hình mà bạn đang gì ạ? hướng dẫn cái sử dụng sản phẩm của cái sản phẩm của bạn. <laughs> Thử cái này đi, cái này ít người làm lắm. Đó hoặc là gì ạ? Hoặc là bạn đang bám cái sản phẩm gì đó có thành phần là collagen. Đấy, hoặc là sản phẩm có thành phần là giáp cá, hay có thành phần gì đó. Tóm lại là bạn hãy tìm những cái video liên quan đến cái thành phần đấy mà đang có nhiều lượt xem. Đặc biệt là các các chuyên gia mà nói về nó. Đúng không ạ? Thì bạn duet nó thì chuyên gia cứ nói còn việc của mình là gì ạ cái màn hình của mình là mình các thao tác của mình sử dụng sản phẩm Đấy, mình hướng dẫn sử dụng sản phẩm mà mình có thể là không cần tiếng đâu mà mình sẽ lồng chữ vào thôi và dĩ nhiên rồi vì video này mình đang lên tiktok top đúng không ạ thì mình có thể là gắn đường link sản phẩm của mình ở trên tiktok shop vào mình đang trên mạng xã hội khác thì gì ạ? cũng chẳng sao cả sẽ có người comment ở phía dưới làm thử đi nhá kịch bản này cũng ít người làm lắm và ít người làm thì sao ạ à? vì nó khó hoặc là vì người ta chưa biết mà làm việc khó thì mới có thu nhập cao các bạn nhé